Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Bất Thanh TV, một kênh YouTube về du lịch, khám phá những cảnh đẹp và ẩm thực của từng vùng miền. Chương trình hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi đến một nơi, một cái hồ nước màu xanh ngọc rất đẹp, đó là hồ Tà Bạ. Hồ Tà Bạ thuộc địa phận xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Nơi đây nổi tiếng với hồ nước trong xanh ngắt, có thể nhìn xuống được đáy hồ. Xung quanh hồ thì được bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng vĩ, tạo nên một không gian lãng mạn, nên thơ hữu tình. Chúng ta đã đến hồ Tà Bạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống hồ nha các bạn. Hồ Tà Bạ không chỉ thu hút khách du lịch bởi vẻ trong trẻo của mặt hồ, mà còn có một khung cảnh hữu tình nên thơ, rất phù hợp cho các cặp đôi tới nghỉ dưỡng. Mặt hồ lúc nào cũng bình lặng, nước thì trong vắt, dường như có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía dưới hồ. Đây là cái hồ Tà Bạ nha các bạn. Bây giờ chúng ta xem toàn cảnh xung quanh hồ Tà Bạ nha. Bây giờ chúng ta đang đi xuống hồ nha các bạn. Mặt hồ trong xanh rất đẹp. Ở đây còn được gọi là tuyệt tình cốc ở An Giang. Ở đây còn là nơi cho các bạn chụp ảnh check-in sống ảo. Một cảnh vật rất đẹp. Điểm đặc biệt là bên dưới đáy có nhiều loại đá khác nhau, nên mỗi một khu vực trong hồ, màu nước lại phản chiếu một màu sắc riêng biệt, tùy vào thời điểm, nhiệt độ, lúc thì màu xanh lam, xanh nhạt, khi thì vàng cam. Đứng trên đây, chúng ta có thể nhìn thấy núi Cô Tô. Trên ngọn núi Cô Tô có hai chữ Chi Tôn. Phóng tầm mắt ra xa là cánh đồng Tà Bạ như những ô màu rực rỡ. Tất cả liên kết với nhau tạo thành địa điểm tham quan đầy thú vị cho bạn có được những chuyến đi trải nghiệm đáng nhớ. Hồ Tà Bạ có một nét đẹp tự nhiên hoang sơ, thích hợp cho những bạn yêu vẻ đẹp tự nhiên hoang dã. Như vậy là chuyến tham quan hồ Tà Bạ đã kết thúc. Và các bạn yêu thích cho mình xin cách đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.